Vâng, và chào mừng các bác quay trở lại kênh YouTube của Bờ Mario. Ngày hôm nay thì chúng em có về cho các bác một cái chiếc âm ly đa kênh rất là hay của Mazang, đó là Mazang SR7015 các bác nhé. Đây là một âm ly đa kênh nghe nhạc xem phim rất là hot và mới nhất bây giờ. Đây là một con hàng siêu lướt các bác nhé, hàng siêu lướt, gọi là em có thể gọi là 99%, và hàng chính hãng bảo hành tại Việt Nam là 2 năm, bây giờ chắc còn bảo hành khoảng đâu đó mới dùng được khoảng tầm 3-4 tháng thôi các bác. Và có mức giá là 30 triệu các bác nhé. Bây giờ sẽ khui cho các bác xem luôn. Hàng này thì sẽ được bảo hành tại Đông Thành Hòa Phúc. Đây là đơn vị này là đơn vị phân phối độc quyền Mazang tại Việt Nam. Các bác có thể tham khảo trên mạng thì các cái mức giá của Mazang mà hàng mới tinh ấy, thì nó cũng khoảng đâu đó suýt soát 40 triệu. Còn con hàng siêu lướt này sẽ mức giá chỉ có 30 triệu thôi. Nhưng mà vẫn bảo hành chính hãng, do đó các bác yên tâm. Phụ kiện vẫn đầy đủ các bác nhá. Phụ kiện cho các bác sẽ là khiển này, chân mic này. Đấy, đều các bác. Ok, và bây giờ để mix it up đấy. Dây nguồn. Đó thì con này chỉ đơn giản như thế, chỉ cần có khiển và mix it up là được rồi. Bây giờ mình sẽ mở cho các bác xem luôn. À đây, mix it up đây. Đây là mix it up các bác nhá. Ở trong này chúng ta sẽ có hộp xốp, nguyên hộp xốp đây. Có anten để các bác bắt wifi, bluetooth này, cách hướng dẫn này. Nói chung là đủ cả, không thiếu cái gì. Đây các bác nhá, đây. Thì em sẽ quay cho các bác xem này. Con này thì gần như là mới tinh, gần như là đến 98-99%, chỉ có bám bụi thôi, không có vết xước sát gì cả. Bác nào mà đây là vết xốp thôi nhá. Bác chủ bác vui tính, bác dán cho em mấy cái logo của không biết là cái gì, cái tem của nhà bác ấy. Ok, thì con này sẽ có rất nhiều tính năng hay và công suất cực khỏe. Đầu tiên chúng ta sẽ quan tâm đến là gì. Nó đây em sẽ quay gần cho các bác xem để chúng ta zoom vào đây để các bác nhìn rõ hơn cái thông số của nó này. Có công suất là 200W trên 9 kênh, tức là 9 kênh nhân 200W, thì mỗi kênh mạnh có thể tới được 200W và có khả năng nội suy lên tới 11.2 kênh các bác nhá. 7015 có khả năng hỗ trợ IMAX, Euro 3D, DTS, rồi hỗ trợ 8K video, rồi hỗ trợ HDR10+, tức là video 8K các bác nhá, rất là nét kinh khủng đấy ạ. Và có hỗ trợ Bluetooth này, AirPlay 2 và âm thanh đạt chuẩn Hi-Res Audio ở đây nữa. Ở bên dưới nhá, con này có tới 2 màn hình các bác nhá, có tới 2 màn hình. Ngoài màn hình tròn ở trên, bên dưới còn có màn hình nữa. Màn hình này các bác là màn hình phụ để các bác có thể sử dụng sở hữu trong ngày luôn. Đặc biệt là gì, cổng USB. USB này các bác có thể nhận cắm được ổ cứng, ngoài ra các bác có thể sạc cho iPhone, iPod, iPad luôn. Ở đây là một cái hệ các bác có thể điều khiển trên này, trên cái âm ly này qua những cái phím cơ này. Ngoài ra thì các bác dùng điều khiển cũng được, hoặc là con này có app heo để các bác có thể sử dụng app heo để các bác điều khiển, rất là dễ dùng. Ở trên này thì có một cái đế tản nhiệt lớn các bác nhá, đế tản nhiệt rất lớn, để bởi vì con này có công suất rất khỏe, do đó là nó cần một cái tản nhiệt lớn như thế này để nó có thể thoát được nhiệt ra bên ngoài và cho âm ly hoạt động hiệu quả hơn. Ở bên cạnh chúng ta sẽ có gì, có một cái nút, đây là nút suộc hay gọi là nút input đầu vào đấy ạ. Input đầu vào để các bác có thể chọn các đầu vào. Ngoài ra thì đây là nút volume. Đó, thì hàng này là hàng các cái cam kết các bác là hàng nguyên zin và hàng gọi là line new mới qua sử dụng. Con này thì sẽ có tem bảo hành của hãng ở đây luôn. Bây giờ sẽ quay tiếp mặt sau cho các bác tham khảo mặt sau. Mặt sau thì các bác hình dung nó là một con đa kênh rất khỏe. Đây các bác nhá, rất khỏe. Ở đây thì có tem bảo hành của Nam Phú. Ngoài ra thì sẽ có tem bảo hành chính hãng của thêm của Đông Thanh Hòa Phúc. Bác khách mua tại địa chỉ điện tử Nam Phú. Và sẽ có cái thiết kế như sau. Một là vẫn như thế thôi, vẫn cơ bản chỉ có điều là công suất khỏe hơn và chất âm dày hơn nhiều thôi. Có cái dâu anten ở hai bên này để chúng ta kết nối wifi và bluetooth này. Cổng coaxial để các bác có thể kết nối cho em cái đồng trục như là đầu CD hay là optical, các bác kết nối smart TV. Ở đây chúng ta có 8 cổng HDMI in và một cổng HDMI out, ARC. Có những con đời 07015 này, những bản 15 này thì sẽ có cổng ARC, ngoài ARC hỗ trợ cả ARC nữa. Tất cả ốc này, ốc màu vàng, nâng cấp màu vàng này đều được bật thêm một cái gọi là cái giống như kiểu là để giữ tạo làm mát cái gì, đấu mát, nối mát cho âm ly nhá, đại loại như thế. Và bên dưới chúng ta sẽ có số series, hãng sẽ bảo hành theo số series các bác nhá. Công suất là 710W, điện trở là 200 điện sẽ là 230V. Đây là phiên bản của Việt Nam dùng chung với châu Âu. Đó. Ở đây sẽ có rất nhiều thứ, như chúng ta có cổng in thì các bác cắm đầu CD vào,
cổng phono các bác nghe đầu đĩa than, bởi có chúng ta có những đường pre này, đường pre như là đường sub out rồi đường center front vân vân vân. Với công suất 710W tiêu thụ điện và công suất mỗi một kênh lên tới 200W như thế này thì em khẳng định là đánh được hầu hết tất cả các cặp loa cột, đánh kinh khủng luôn. Và thậm chí các bác có thể làm một chiếc âm ly công suất để các bác hát karaoke cũng được. Nếu các bác muốn hát karaoke thì các bác sẽ gắn cho em thêm cái đầu vang số vào nữa thì hát karaoke tuyệt vời luôn các bác nhá, rất là dễ dùng. Đó, điện các bác cắm điện Việt Nam bình thường thôi. Nói chung là trải nghiệm xem phim hay nghe nhạc trên con âm ly này thì đó là điều vô cùng ấn tượng, với mức giá thật sự tốt là 30 triệu các bác nhá. Và vậy vẫn còn bảo hành. Các bác chỉ cần bảo hành, các bác chỉ cần mang âm ly ra chỗ ở, nếu ở Hà Nội thì mang ra chỗ Hồ Bảy Mẫu, còn Sài Gòn các bác mang các địa chỉ của Đông Thành Hoàng Phúc gần nhất để bảo hành thôi. Đó. Ok, đơn giản là như thế. Và em xin nhắc lại là mức giá cho sản phẩm này hàng full box Line U gọi là còn 99% như thế này thì sẽ là 30 triệu các bác nhá. 30 triệu để các bác có thể mua hàng thì các bác liên hệ cho em qua số 0964801493. Thì ngay bây giờ thì mời các bác lắng nghe một đoạn nhạc. Em sẽ ghép cho các bác nghe đoạn nhạc đến từ cái con 7015 này với con Calit F6000 nhà em, với một đoạn nhạc trữ tình cho các bác nghe tham khảo qua cái chất âm của chiếc âm ly này. Thật ra thì nghe âm ly các bác không cảm nhận được nhiều thôi, nhưng mà con này được các bác rất nhiều bên review, các bác review rất là nhiều và nó cũng đã vô cùng nổi tiếng về chất âm. Do đó là các bác yên tâm, chất âm con này rất là dày và hay các bác nhá, và cực kỳ khỏe. 710W là con số rất là ấn tượng đấy ạ.
đâu, trăng nước bạc màu, người đánh